Với lợi thế nằm trên khu đồi dốc Robin, đến Osaka Village Resort Đà Lạt, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Đà Lạt vào bình minh và hoàng hôn mà ít nơi nào có được. Làng biệt thự Osaka Đà Lạt tọa lạc tại số 62 Đống Đa, phường 3, cách chợ Đà Lạt khoảng 3 km và bến xe liên tỉnh Đà Lạt khoảng 1,5 km. Làng biệt thự này được xây dựng từ năm 2009 theo tiêu chuẩn 3 sao và thiết kế theo phong cách nhà rường Huế với 25 biệt thự đơn lập, 4 khu chung cư song lập và 25 bungalow. Mỗi căn phòng có diện tích từ 30 đến 50 mét vuông với đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị nội thất hiện đại, sang trọng. Từ mỗi phòng, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn ngắm cảnh sắc nên thơ của đồi núi xanh ngát và khí trời mát mẻ trong lành. Đây là khu vực nhà hàng Hoàng Cung, mang một nét cổ xưa đậm chất Huế, sẽ phục vụ thực khách các món ăn cung đình Huế xưa và đặc sản của từng vùng miền của đất nước. Khách lưu trú dùng buffet sáng tại nhà hàng với nhiều món ngon, thú vị. Đến với Osaka Village Resort Đà Lạt, du khách sẽ được hòa mình với thiên nhiên đầy hoa thơm cỏ lạ, những đồi cỏ xanh thơ mộng, rừng thông bát ngát, đậm nét hoang dã của núi đồi và thảo nguyên. Các bungalow tại đây được xây dựng với lối kiến trúc nhà rường dân gian Huế, được những người thợ tài hoa xứ Huế làm xong rồi mang vào lắp dựng nên mang một nét rất độc đáo. Dạo bước quanh khu bungalow, du khách sẽ tận hưởng được không khí trong lành, mát mẻ của đồi núi, lắng nghe ngàn thông reo. Tham quan làng biệt thự Osaka Đà Lạt là một trong những điều bạn không nên bỏ lỡ khi có cơ hội ghé thăm thành phố sương mù. Đây là dạng Deluxe Bungalow ở Osaka Village Resort Đà Lạt. Phòng có diện tích khoảng 40 m², có một giường đơn và một giường đôi. Từ Osaka Village Resort, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến các địa điểm tham quan, mua sắm nổi tiếng tại thành phố Đà Lạt. Phòng có ban công riêng thoáng mát, tầm nhìn xa xa là đồi thông, những ngôi nhà, thung lũng nhỏ với đầy rau xanh và dâu tây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.